Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Chola Channel. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đem đến với các bạn một sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em. Và mình nghĩ rằng cái sản phẩm này sẽ được những bậc phụ huynh của chúng ta sẽ rất là quan tâm. Bởi vì cái sản phẩm này là sản phẩm dành cho con em của chúng ta. Một chiếc đèn bàn có hình chiếu để cho bé tập vẽ. Đây là các bạn. Đây chính là cái sản phẩm mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Chiếc đèn bàn có hình chiếu để cho bé có thể tập vẽ ở trên cái bàn này. Và không để cho các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ mình sẽ tiến hành là mở cái hộp này ra và chúng ta cùng khám phá cái món đồ chơi này các bạn nhé. Món đồ chơi này khá là thú vị bởi vì nó có thể là vừa là một món đồ chơi giúp cho các bé có thể giải trí lúc rảnh rỗi. Thứ hai là nó vừa góp phần cho những bé có cái khiếu hội họa hay là thích vẽ, các bé có thể luyện tập ngay ở trên cái bàn này luôn. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp này ra. Và đây chính là cái bộ sản phẩm của chúng ta. Mình sẽ đi ra giới thiệu từng thành phần này. Đầu tiên mình sẽ lấy ra ngay ở đây là cái bàn. Đây là cái bàn, cái mặt bàn. Chúng ta có một cái mặt bàn này. Chúng ta có tiếp theo ở đây là bốn cái chân bàn. Và đây là cái thành phần rất là quan trọng, đó là cái đèn chiếu. Chúng ta có một cái để chúng ta xóa trên cái mặt bàn này, xóa cái bảng vẽ. Chúng ta sẽ có đây là ba cái hình tròn như thế này, thì cái này chính là những cái hình chiếu nhỏ được thiết kế sẵn ở đây, và chúng ta sẽ cho cái này vào trong cái phần đèn chiếu nha các bạn nhé. Và ngoài ra còn được trang bị một cái bút tô màu ở đây, có 12 cái bạn ạ, có 12 cái màu ở đây để cho các bé có thể thỏa sức chúng ta tô màu. Ở đây có một số những cái tờ giấy trắng đã được chuẩn bị sẵn đây để cho các bé có thể vẽ trên đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ lắp cái bàn này vào nhé. Chúng ta sẽ lắp bốn chân bàn này vào bốn cái vị trí của cái bàn này. Rồi, chúng ta có đây là một cái bàn này. Và cái đèn này chúng ta đặt ở đây. Ok. Đây là một cái miếng tẩy trên cái mặt này. Khi mà các bé đã vẽ xong và muốn vẽ hình khác chúng ta sẽ tẩy. Ok, thì đây là những cái miếng hình chiếu nữa các bạn này. Mình sẽ đặt cái này vào cái khe này các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ đưa vào như thế này. Và chúng ta có thể xoay để chúng ta chọn lấy cái hình để chúng ta cho các bé tập vẽ. Các bé có thể tùy chọn ở trên đây. Chúng ta sẽ lắp pin vào đây. Chúng ta sẽ dùng ba cái viên pin tiểu như thế này. Đây là loại 2A. Vì là chạy bằng pin cho nên là cái thời gian sử dụng khá là lâu. Đấy, chúng ta không phải sạc điện. Tránh cái trường hợp đó là gây có thể là nhiều phụ huynh có thể lo lắng là nguy hiểm cho con em nhỏ. Thì cái pin này rất là an toàn. Và khi chúng ta bật chiếc đèn bàn này lên thì nó sẽ có một cái hình chiếu từ cái đèn nó chiếu xuống dưới mặt bàn như thế này, thông qua cái bánh tròn như này. Và các bé có thể dùng bút có thể vẽ trực tiếp lên cái mặt bàn như thế này, nhìn vào những cái hình chiếu ở đây và các bé có thể vẽ trực tiếp và sau đó dùng cái miếng này để xóa đi. Hoặc là các bé có thể sử dụng cái cuốn sổ màu trắng được trang bị sẵn ở đây. Các bé có thể đặt lên và các bé có thể tô trực tiếp lên cái tờ giấy này và nó sẽ lưu lại trên giấy. Chúng ta có thể thay đổi những cái hình chiếu bằng cách là chúng ta xoay cái bánh như thế này. Rất là đơn giản, chỉ việc xoay ngang qua thôi. Có rất nhiều những cái hình chiếu ở đây. Và còn thêm hai cái bánh ở đây nữa. Và có rất nhiều những cái hình rất là thân thiện, những cái hình con vật hay là những cái hình trái cây. Và các bạn lưu ý là để cho những cái hình chiếu này nó được rõ hơn thì chúng ta phải tắt đèn ở xung quanh đi một chút. Hãy để chiếc đèn bàn này ở một cái môi trường nó hơi tối một chút thì những cái hình chiếu này sẽ rất là rõ. Nhưng chúng ta cũng phải lưu ý đó là không được quá tối, bởi vì quá tối thì sẽ làm gây hại tới cái thị lực của trẻ nhỏ, đúng không nào? Cho nên là các bậc phụ huynh của chúng ta hãy lưu ý cái điều này. Ánh sáng vừa đủ để cho nhìn rõ cái hình ở trên đây, đồng thời cũng không quá tối. Ok, thì bây giờ mình sẽ vẽ một vài cái hình thử để cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tô thử một cái hình trái lê này nhá. Các bé có thể sử dụng cái bút tô
tô trực tiếp lên cái bảng như thế này. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái bút màu ở đây. Đó, và mình vừa mới vẽ tô lên cái mặt bàn này và tắt điện đi thì chúng ta sẽ thấy được cái hình nó sẽ hiện rõ lên như thế này. Hình trái lê mình vừa mới phác thảo một vài đường nét của hình trái lê ở đây. Ok, và cách thứ hai thì các bé có thể vẽ trực tiếp lên cái tờ giấy ở trong cuốn sổ này. Ở đây thì mình sẽ thử nghiệm lên một cái tờ giấy như thế này. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục tắt đèn đi. Các bé có thể đặt tờ giấy lên mặt bàn và vẽ lên tờ giấy. Những phụ huynh nào có những con em của chúng ta mà đam mê hội họa, đam mê vẽ thì hãy sắm ngay sản phẩm này cho con em mình nhé. Tại vì sản phẩm rất là thú vị và hữu ích. Ở đây thì mình sẽ vẽ nhanh những cái đường nét để cho các bạn có thể hình dung được cái bức hình sau khi chúng ta vẽ lên giấy như thế nào. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta vẽ những cái đường nét nó tỉ mỉ và nó chăm chút hơn thì bức hình sẽ rất là đẹp. Ở đây mình chỉ vẽ minh họa cho các bạn xem thôi. Những hình ảnh có sẵn ở trong những cái miếng chiếu này thì nó rất là đa dạng và những cái hình rất là ngộ nghĩnh, rất là quen thuộc. Và bây giờ mình sẽ tắt đèn đi. Và đây là cái thành quả sau khi mình đã vẽ thử một cái khinh khí cầu vẽ lên giấy như thế này. Cũng không đến nỗi nào, đúng không các bạn nào? Nếu vẽ chi tiết hơn, những cái đường nét nó trau chuốt hơn thì bức hình sẽ rất là đẹp và giống y hệt so với cái hình đã có sẵn ở trong cái máy chiếu như thế này. Ok, và mình vừa mới giới thiệu với các bạn về cái sản phẩm đồ chơi đèn bàn cấu hình chiếu dành cho bé tập vẽ. Và mình nghĩ rằng đây là một món đồ chơi rất là hữu ích và thú vị, đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ, đặc biệt là những bé mà có năng khiếu hội họa hay là đang rất là thích tập vẽ, đúng không nào? Một sản phẩm cực kỳ là an toàn đối với trẻ nhỏ. Và mình nghĩ rằng là những bậc phụ huynh của chúng ta có thể mua những sản phẩm thiết thực như thế này, rất là hữu ích như thế này dành cho con em của chúng ta, để các bé có thể tập luyện vẽ vào những cái thời gian rảnh rỗi hơn là có thể chỉ chăm suốt ngày chăm chăm mắt vào xem tivi hoặc là những cái trò chơi ở trên điện thoại di động, đúng không nào? Ok, thì sản phẩm này đang có hàng sẵn tại cửa hàng Chola Store. Những ai quan tâm về sản phẩm này thì có thể liên hệ ngay tới cửa hàng thông qua cái đường link ở phía dưới phần mô tả của video này. Video của mình hôm nay review về cái sản phẩm này xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, đã ủng hộ channel của mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.